xin chào các bạn. Thì nay mình trở lại với các bạn với một clip mà rất là đời thường trong cuộc sống, đó chính là mình hướng dẫn cho các bạn băng qua đường cách làm sao mà cho nó đúng đắn để tránh gây ra tai nạn cho chính bản thân mình cũng như gây ra tai nạn cho người khác. Thì cái việc mà ưu tiên khi băng qua đường thì mấy bạn phải xác định cho mình đó là đường một chiều hay là đường hai chiều. Nếu mà đường một chiều thì tầm nhìn của các bạn thì chỉ về một hướng, nhưng nếu mà đường hai chiều thì các bạn phải luân phiên với nhau hướng mà các bạn hướng xe đang đổ về phía mình, và sau khi đã qua hết phần một chiều thì các bạn mới nhìn hướng đường còn lại cùng một chiều. Và trong quá trình khi các bạn băng qua đường thì các bạn phải thao tác giơ tay lên để cho các xe từ xa có thể đã biết được là tay của người đang tiến độ. Thì cái clip này bên tinh tế đã có làm một lần rồi, nhưng mà mình thấy có vẻ là nói chưa có chuẩn hay là chưa có trọn vẹn lắm, thì hôm nay mình muốn làm tập trung để nói rõ hơn. Thì ở ngoài thực tế thì không những người băng qua đường khi mà đi bộ họ không có theo một cái họ không có tuân thủ luật lệ cho đúng, khi là có nghĩa là mặc người đi bộ thì các bạn mới được băng qua đường, nhưng ở ngoài thực tế thì họ cứ bất chấp, có nghĩa là họ muốn băng là họ băng, cho dù đường có con lươn hay không có con lươn họ cũng băng qua đường một cách rất là bất chấp luôn. Thì các bạn băng qua đường như vậy á, mình không cần biết là mấy bạn băng qua đường có đi theo vạch hay không, cái đó mình không quan tâm. Nhưng mà ở đây mình quan tâm muốn nói cho đến các bạn là khi các bạn băng qua đường thì phải xác định rõ một việc, đó là đường hai chiều hay đường một chiều. Nếu đường một chiều thì các bạn tầm nhìn các bạn về một hướng, nhưng nếu mà đường hai chiều thì các bạn phải thay đổi tầm nhìn hai hướng để nhìn xe di chuyển về hướng phía mình, mà để biết mà có nên di chuyển tiếp hoặc là nên ngưng để cho xe qua, tránh cái trường hợp là đường hai chiều mà các bạn chỉ nhìn luôn luôn di chuyển cái tầm nhìn của mình về cái hướng mà các bạn chỉ muốn băng qua đường thôi, bỏ lại cả thiên hạ ở phía sau, bỏ mặt tất cả phía sau cho thiên hạ, để xe chủ yếu để nhìn bạn, còn bạn không có chịu nhìn xe. Đây phải nói là một cái lỗi rất là phổ biến dành cho các bạn khi mà băng qua đường, đặc biệt là các người già hoặc là người già, và đặc biệt mình muốn nhấn mạnh một lần nữa đó chính là các bạn văn phòng, các bạn nữ văn phòng thường hay có một cái thói quen băng qua đường mà cực kỳ phải nói là thiếu sự hiểu biết luôn, là luôn luôn lấy đồ che nắng che hết một cái tầm nhìn một phía bên rồi di chuyển về hướng mặt đường phía bên kia, bỏ lại cái phần chiều đường còn lại cho những người mà tham gia giao thông để tránh mình. Còn ngoài ra cái việc mà mình xem xe hay là mình tránh xe thì không để ý tới, gây ra những cái mà phải nói là những cái tai nạn rất là hy hữu, mà những cái việc đó nó không đáng xảy ra. Thì nay mình làm cái clip này mong các bạn trẻ nếu mà có xem clip này thì hướng dẫn cho các phụ huynh cũng như các bạn già khi mà xem clip thì chú trọng hơn nữa đến cái việc mà băng qua đường, đó là phải xác định rõ đường một chiều hay đường hai chiều. Khi mà băng qua đường hai chiều thì mắt mình, cổ mình phải xoay chuyển hai chiều để nhìn hướng xe lên nha các bạn. Ngoài ra còn một việc nữa, khi đã băng qua đường thì tốt nhất dứt khoát một là đi, hai là dừng, chứ đừng có cà nhắc, đó là một cái lỗi rất là phổ biến khi mà băng qua đường. Và nay mình làm cái clip này mong các bạn lắng nghe và tiếp thu để hướng dẫn lại đến cho các quý phụ huynh cũng như cho các bạn bè mình khi mà tham gia băng qua đường nó một cách văn minh và lịch sự. Rồi, xin chào các bạn.